Hello, xin chào mừng tất cả quý vị đến với kênh của nhạc cụ âm thanh ánh sáng Du Tứ tại Hải Dương. Hôm nay Du Tứ về được một bộ dàn Soli 7.2 đại đầu với công suất là 1650W, còn rất là đẹp. Trước mắt quý vị là một bộ dàn Soli 7.2 đại đầu. Thì hôm nọ có cái anh nào, bác nào mà gọi điện hỏi cái bộ này thì Du Tứ không nhớ. Bây giờ các bác mà nếu xem video này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp nhé. Bộ dàn Soli 7.2 đầy đầu này nghe nhạc, xem phim hoặc là hát karaoke rất là hay. Nếu các bác hát karaoke thì các bác nắp thêm cái vang và cái bộ mic nữa là ok rồi. Còn các bác nghe nhạc thì muốn như thế này là rất là ok, và muốn hay hơn nữa thì lắp thêm trang bị một con lọc xì nhá, equalizer, thì tiếng rất là hay. Và đợt này do dịch giá cho nên là Du Tứ cũng thu gom được dàn Soli 7.2 với 3 đời. Đời thứ nhất là trước mắt các bác là đời 1650W, đời thứ hai đằng sau đây là đời đại là 2450W nhé, 2450W đó, đời đại 2450W vẫn còn rất là đẹp. Đây. Đó. Đời thứ ba là đời này là đời chung. Đời chung cũng giống như hình thức giống đời đại nhưng mà nó công suất nó lớn hơn và hiện đại hơn chút. Thì là nó là 2012W nhé. Đó, 1650W là đời đầu. 2012W là đời chung và đời đại 2150W. Hiện Du Tứ đang có 3 bộ. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp 0974 682 663 Zalo. Xin cảm ơn anh em. Xin chào anh em.